Cô Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại 11 phụ âm ghép trong tiếng Việt nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học. Đây là chữ chờ. Chờ. Sau đây là cách viết chữ chờ. Chờ. Đây là ví dụ có chữ chờ. Chờ o cho sắt chó. Chó. Con chó. Đây là chữ g ghép. Chúng ta sẽ đọc là g. G. Sau đây là cách viết chữ g. G. Đây là ví dụ có chữ g. G e ghê sắt ghế. Ghế. Cái ghế. Đây là chữ G. G. Sau đây là cách viết chữ G. G. Đây là ví dụ có chữ G. G un run. Run. Con run. Đây là chữ ngờ. Ngờ. Sau đây là cách viết chữ ngờ. Ngờ. Đây là ví dụ có chữ ngờ. Ngờ ưa ngưa nặng ngựa. Ngựa. Con ngựa. Đây là chữ nhờ. Nhờ. Sau đây là cách viết chữ nhờ. Nhờ. Đây là ví dụ có chữ nhờ. Nhờ en nhen nặng nhẹt. Nhẹt. Con nhẹt.
là chữ ngờ ghép. Chúng ta đọc là ngờ, ngờ. Sau đây là cách viết chữ ngờ. Ngờ. Sau đây là ví dụ có chữ ngờ. Ngờ eo nghêu, nghêu. Con nghêu. Đây là chữ khờ, khờ. Sau đây là cách viết chữ khờ. Khờ. Đây là ví dụ có chữ khờ. Khờ y khi hỏi khỉ, khỉ. Con khỉ. Đây là chữ phờ, phờ. Sau đây là cách viết chữ phờ. Phờ. Đây là ví dụ có chữ phờ. Phờ ao phao, phao. Cái phao. Đây là chữ của, của. Sau đây là cách viết chữ của. Của. Đây là ví dụ có chữ của. Của át quát nặng quạt. Quạt. Cái quạt. Đây là chữ thờ, thờ. Sau đây là cách viết chữ thờ. Thờ. Đây là ví dụ có chữ thờ. Thờ o tho hỏi thỏ, thỏ. Con thỏ.
đây là chữ tr. Tr. Sau đây là cách viết chữ tr. Các bé lưu ý, chúng ta đọc cong lưỡi lên nhé. Tr. Đây là ví dụ có chữ tr. Tr Âu Châu. Châu. Con trâu.